Chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi là hết giờ làm bài môn toán buổi chiều ngày hôm nay. Bố đang trên đường đi đón chị Ngân. À, buổi chiều ngày hôm nay thì bé Dương hơi mệt nên Dương bảo là con không đi đón chị Ngân được, bố mình bố đi thôi. Từ sáng đến giờ thì tâm lý của bố mẹ rất là hồi hộp và lo lắng. Không biết chị Ngân thi như thế nào. Nhưng trước mặt chị Ngân thì không bao giờ thể hiện cái sự lo lắng và hồi hộp đó. Khi mà nói chuyện với chị Ngân thì lúc nào cũng tỏ thái độ là lạc quan để không gây thêm áp lực cho chị ấy. Nhưng trong lòng thì bố mẹ cực kỳ lo lắng. Đây là đội tiếp sức mùa thi của trường Trung học phổ thông Lạc Sơn. Các anh chị này đang học lớp 10 và lớp 11. Hôm nay và ngày mai đến đây để tiếp sức cho các anh chị lớp 12 thi. Các thí sinh và người nhà của thí sinh được uống nước chanh pha đường miễn phí. Sắp hết giờ thi môn toán chiều ngày 9 tháng 8 thì bỗng dưng trời đổ mưa, hy vọng cơn mưa sẽ qua nhanh để cho các phụ huynh có thể đón con em của mình về nhà để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày thi tiếp theo, ngày thi cuối cùng vào ngày mai mùng 10 tháng 8. Bố đi đón chị Ngân có mang theo một hộp sữa này, không biết chị Ngân tí nó có uống không? Lúc đi thì bảo mang theo chai nước. Khác thì uống thì chị ấy bảo là sợ không dám uống nước, bởi vì chị sợ uống nước nhiều là trong lúc làm bài để phải đi vệ sinh thì rất là nguy hiểm. Bố mang theo hộp sữa. Thật ra từ sáng đến giờ thì bố mẹ rất là lo lắng và không biết chị Ngân làm bài như thế nào, thì sau buổi sáng thì đã biết tình hình làm bài của chị Ngân môn ngữ văn rồi. Chị cũng không thể lo thêm được nữa, bởi vì môn ngữ văn là không phải là cái môn mà chị Ngân thi đại học, thì là môn thi tính điểm tốt nghiệp thôi, nên cũng không đáng lo lắm. Nhưng buổi chiều ngày hôm nay là thi môn toán là môn thi đại học, bởi vì chị Ngân thi khối A thì gồm toán lý hóa. Thật ra thì bố mẹ lo lắng đến mấy thì cũng không thể giúp được cho chị Ngân. Trước mặt chị Ngân thì bố mẹ không bao giờ tỏ thái độ là lo lắng, bởi vì làm như vậy sẽ gây áp lực cho chị ấy. Lúc nào cũng động viên và làm giải tỏa tâm lý để cho chị ấy bớt gánh nặng về tâm lý. Giả sử ngày hôm nay kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì bố và mẹ cũng rất là vui vẻ để cho chị ấy có cái tâm lý thoải mái để thi ngày hôm sau. Cho dù chị Ngân học lớp 12 nhưng tính còn nhút nhát lắm, không như mạnh mẽ như em Dương. Các bạn nhỏ xem clip khi mà chị Ngân xuất hiện trong máy quay của bố thì thấy chị rất là xấu hổ. Ví dụ như clip sáng nay bố đưa đi thi ấy, ngồi đằng sau cứ bẽn lẽn. Và bố nhìn thấy là cổng trường đã được mở, chắc chắn là đã hết giờ rồi. Các anh chị trong đội tiếp sức mùa thi đang mang nước vào tận cổng để tiếp sức cho các anh chị lớp 12 vừa thi xong. Ngoài trời vẫn còn đang mưa nhỏ. Bố để máy quay ở trong xe ô tô, quay qua kính nên nó không được nét như bình thường, các bạn thông cảm nhé.
các anh chị trong đội tiếp sức còn đang đưa những chiếc áo mưa dùng một lần để cho các anh chị lớp 12. Một hành động rất là đẹp. À, bố nhìn thấy chị Ngân đây rồi. Đang cười rất là tươi ở trước cổng trường nha, các bạn nhỏ có nhìn thấy không? Đây này, đấy, đang chạy về tre này. Làm bài nào? Hả? Dạ. Tạm à? Làm được hết không con? Còn 3 câu. 3 câu mấy điểm? 0,2 là 1 câu, à 0,2 là 1 câu. À không phải là 2 một câu. Này uống sữa đi. Có nghĩa là còn 3 câu, mỗi câu 0,2 là trừ đi 0,6 điểm, còn làm được hết à? Làm hết chưa, không biết đúng hay sai. Được điểm 9 không? Không. Nhưng con thấy là thế nào? Thấy so với đề thi thử đề khó hơn hay dễ hơn? Thì thi thử khó hơn. Thi thử khó hơn hôm nay à? À không, hôm nay khó hơn. Hôm nay thi đại học cơ mà, hôm trước là thi thử thì nó gọi là các thầy cô giáo khoanh vùng thôi, chứ còn làm sao mà biết chính xác và làm thi như thế nào. Tóm lại là thấy thoải mái gì? Không. Hả? Ui giời, thi xong rồi bây giờ không lấy được lại nữa, kệ. Ngày mai còn 2 môn nữa, cứ thoải mái, về ăn ngủ. Không phải suy nghĩ gì cả. Mà về cũng không phải là xem là đúng hay sai thôi. Thi xong rồi coi như xong. Kệ. Khi nào thi xong tất cả các môn thì lúc đấy có xem lại cái gì để xem. Ngoài trời lúc này mưa đang rất là to. Rất may nhá, con ra chậm khoảng mấy phút nữa thì ướt hết. To thế. Hôm nay mưa to thì ngày mai thi cho nó mát. Thế con làm xong mà thừa nhiều thời gian không? Hay là thiếu thời gian? Thi xong có hỏi các bạn không? Không gặp bạn nào à? Có nhưng mà không hỏi. Thôi chả phải hỏi. Người ta khuyến cáo là khi đi thi ấy, thi xong là coi như là quên luôn, không quan tâm. Bởi vì khi mà mình hỏi nó tạo cho mình cái áp lực là những buổi thi sau sẽ bị ảnh hưởng. Trời mưa to quá. Bây giờ bố sẽ quay camera đằng trước để cho các bạn nhỏ nhìn trời mưa to như thế nào nhá. Mưa quá to luôn, may thế nhở. Thì ra chậm 5 phút thôi, không đến 5 phút. Như vậy là clip thứ 2 trong ngày tường thuật chị Ngân đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây là kết thúc rồi. Hẹn các bạn nhỏ những clip tiếp theo. Bây giờ thì quay để cho các bạn nhỏ xem là Dương đang phấn khích như thế nào nhá. Đấy. Không biết Dương hỏi chị Ngân cái gì bởi vì bố trong xe không nghe được.
xuống xe.